Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo ông Dmitry Polansky, phó đại diện thường trực của Moscow tại tổ chức này, cuộc họp diễn ra lúc 16 giờ giờ New York theo yêu cầu của Iran và với sự nhất trí của Trung Quốc, Algeria và Nga. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Shahid Iravani đổ lỗi cho Mỹ về cái chết của ông Haniyeh. Nhà ngoại giao này cho rằng, vụ ám sát có thể đã không xảy ra nếu như không có sự cho phép và hỗ trợ thông tin tình báo của Washington. Hãng thông tấn CNN dẫn lời ông Iravani nhấn mạnh, trách nhiệm của Mỹ với tư cách là đồng minh chiến lược, nước hậu thuẫn chính của chế độ Israel trong khu vực không thể bị bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood hối thúc Hội đồng Bảo an ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công từ những nhóm được Iran hậu thuẫn như phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon hay Hamas ở giải Gaza. Ông Wood cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an buộc Iran phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ những nhóm như vậy và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của nước này. Ông Wood yêu cầu Iran phải tuân thủ các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an hoặc phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung. Quan chức này nhấn mạnh, Mỹ không biết và cũng không liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Ông lưu ý, Washington không có xác minh độc lập nào về tuyên bố của Hamas liên quan đến sự cố. Cùng quan điểm, đại sứ Israel Jonathan Mueller thúc giục Hội đồng Bảo an buộc Iran phải trả giá cho các vi phạm liên quan đến việc hỗ trợ Hezbollah và Hamas. Ông Mueller cáo buộc Iran là động cơ chính thúc đẩy cỗ máy tử thần và hủy diệt đe dọa tất cả, gây bất ổn ở Trung Đông. Giới quan sát cảnh báo, các tranh cãi và diễn biến căng thẳng mới đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Cờ báo thù trên nóc đền thờ Iran. Chính phủ Iran đã cho kéo lá cờ báo thù trên nóc thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom sau vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Đoạn video ghi lại cảnh kéo lá cờ đặc biệt dường như do một kênh truyền hình Iran quay và được cổng thông tin Class Report chia sẻ lại trên mạng xã hội hôm 31 tháng 7. Theo đài RT, trong văn hóa của người Hồi giáo dòng Shiite, cờ báo thù vừa tượng trưng cho sự đổ máu bất công, vừa là lời kêu gọi trả đũa cho một người bị sát hại. Gần đây, lá cờ này từng được kéo lên sau vụ đánh bom ở một nghĩa trang thuộc thành phố Kerman hồi tháng 1 năm nay và sau vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở sân bay Baghdad, Iraq năm 2020. Tuyên bố mới của Hamas đã xác nhận thông tin do truyền thông Iran đăng tải trước đó. Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh. Kênh truyền hình Press TV dẫn thông cáo của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC sáng nay, 31 tháng 7, cho hay ông Haniyeh và một vệ sĩ đã thiệt mạng khi nơi ở của họ ở Tehran bị tập kích. Theo nhà chức trách Iran, thủ lĩnh chính trị của Hamas đã có mặt ở thủ đô nước này để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Các lực lượng chức năng Iran đang điều tra sự việc. Ông Haniyeh là thủ lĩnh Hamas sống lưu vong và đã dành phần lớn thời gian của mình trong những năm gần đây ở Qatar. Trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza, ông đóng vai trò là người đàm phán trong các cuộc thương lượng ngừng bắn cũng như giữ liên lạc với đồng minh chính của Hamas là Iran. Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas ở Tehran, trong khi lãnh tụ tinh thần tối cao Iran cảnh báo sẽ trả đũa Israel. Hãng thông tấn Wafa dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mô tả vụ tấn công khiến thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cùng một vệ sĩ của ông thiệt mạng ở thủ đô Iran là một hành động hèn nhát, một diễn biến nguy hiểm. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Podanov coi vụ ám sát ông Haniyeh là không thể chấp nhận được, đồng thời khuyên cáo những gì đã xảy ra sẽ có tác động tiêu cực đến những cuộc thương lượng nhằm chấm dứt giao tranh đẫm máu ở giải Gaza. Ông Haniyeh, vị thủ lĩnh chính trị sống lưu vong của Hamas, là bộ mặt của nhóm vũ trang này trong các nỗ lực ngoại giao quốc tế và đã dẫn đầu các nỗ lực đàm phán về lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza. Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Qatar đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, cáo buộc Israel có hành vi liều lĩnh khi liên tục nhắm vào dân thường ở Gaza và sẽ khiến khu vực này rơi vào hỗn loạn, làm suy yếu cơ hội hòa bình. Để đạt hòa bình cần có những đối tác nghiêm túc và lập trường toàn cầu, chống lại sự coi thường mạng sống của con người. Thủ tướng Qatar, người đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhấn mạnh trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X. Cùng quan điểm,
Bộ Ngoại giao Jordan ra tuyên bố lên án vụ sát hại ông Haniyeh, coi đây là hành vi trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Chính quyền Amman bày tỏ lo ngại sự cố sẽ làm leo thang căng thẳng và hỗn loạn hơn nữa trong khu vực. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích vụ ám sát ông Haniyeh là đáng khinh bỉ, đồng thời đổ lỗi cho Israel về vụ việc. Ankara cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có ý định đạt được hòa bình và cảnh báo Trung Đông có thể sớm phải đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn nhiều trừ khi thế giới hành động để ngăn chặn Israel. Trong khi đó, Tổng thống Iran tuyên bố đất nước của ông sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, phẩm giá, danh dự và niềm tự hào của mình, đồng thời sẽ khiến những kẻ chiếm đóng khủng bố phải hối hận về hành động hèn nhát của chúng. Truyền thông Iran dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Tehran sẽ trả đũa Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra tại thủ đô nước này. Israel đã tự tạo ra lý do để phải hứng trừng phạt nghiêm khắc. Chúng tôi thấy mình phải có nghĩa vụ trả thù cho những người đang ngã xuống trên lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Khamenei nhấn mạnh. Theo hãng tin Khan của Israel, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho các bộ trưởng Israel không bình luận về cái chết của ông Haniyeh. Tel Aviv hiện cũng chưa lên tiếng về những cáo buộc quy trách nhiệm cho họ. Theo Al Jazeera, trong ngày 30 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành không kích thủ đô Beirut của Lebanon nhằm bắn hạ một chỉ huy của lực lượng Hezbollah. IDF không tiết lộ cụ thể đã sử dụng UAV hay tiêm kích trong cuộc tập kích. IDF đã tấn công chính xác và bắn hạ một chỉ huy Hezbollah có liên quan tới vụ tấn công tên lửa chết người ở cao nguyên Golan, phía IDF cho biết. Truyền thông Israel tiết lộ, chỉ huy Hezbollah mà IDF nhắm tới là Fuad Suk, được biết đến như cố vấn cấp cao của thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Suk là người bị chịu trách nhiệm phát triển tên lửa cho Hezbollah, đồng thời cũng là nhân vật bị Washington truy nã vì liên quan tới vụ đánh bom nhắm vào lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Beirut năm 1983. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định việc Hezbollah tấn công làng Mai Sams ở cao nguyên Golan đã đi quá làn danh đỏ và IDF sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả nghiêm khắc. Sẽ có kẻ phải trả giá cho những thương vong của Israel. Cuộc tập kích cho thấy không mục tiêu nào nằm ngoài tầm ngắm của chúng ta, ông Gallant nói về vụ không kích ở Beirut. Truyền thông Lebanon cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ tập kích của phía IDF. Tuy nhiên, tình trạng của Fuad Suk vẫn chưa được xác nhận rõ ràng. Phía IDF khẳng định đã bắn hạ Suk, trong khi Hezbollah nói rằng chỉ huy của mình vẫn còn sống. Nước thành viên NATO đe dọa tiến đánh Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo nước thành viên NATO này có thể đưa quân tiến vào Israel vì cuộc xung đột dài dẳng ở Gaza. Theo đài RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đe dọa trên khi phát biểu tại một cuộc meeting của Đảng Công lý và Phát triển AKP cầm quyền hôm 28 tháng 7. Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công Palestine giống như cách chúng ta đã tiến vào Karabakh và tiến vào Libya. Có thể chúng ta sẽ làm điều tương tự. Không có gì chúng ta không thể làm được. Chúng ta phải mạnh mẽ, ông Erdogan nói. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã ám chỉ đến sự tham gia tích cực của các lực lượng Ankara vào cuộc nội chiến Libya cũng như các cuộc giao tranh gần đây ở khu vực Karabakh của Azerbaijan. Chính quyền Baku đã chiến thắng trong cuộc xung đột ở Karabakh và giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai này với sự hỗ trợ từ cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Song, trước đây, chưa có báo cáo nào về sự tham gia trực tiếp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào giao tranh. Mặc dù từ lâu đã định vị bản thân là người ủng hộ quan trọng cho sự nghiệp của người Palestine, nhưng cho đến nay, ông Erdogan vẫn gần như tránh đe dọa tiến đánh Israel. Tuy nhiên, cảnh báo cứng rắn mới của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Quân đội Israel và Hezbollah đã gia tăng đọ súng qua biên giới suốt nhiều tháng qua, kể từ khi Tel Aviv mở chiến dịch tấn công quân sự trả đũa phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Căng thẳng trong khu vực hiện có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Tel Aviv hôm 27 tháng 7 cáo buộc nhóm Hezbollah đã phóng một tên lửa từ Liban xuống một sân bóng đá ở khu vực cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng. Tên lửa đã khiến ít nhất 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng, cũng như khoảng 20 người khác bị thương. Song, Hezbollah đã phủ nhận liên quan đến sự cố, đồng thời tố ngược thảm họa do một tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không vòm sắt của Israel gặp trục trặc gây ra. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh độc lập các phát biểu của Israel và Hezbollah về vụ việc.